Ok, và chào mừng các bạn trở lại với channel của mình là DP. Và nếu thấy video hay để lại một like và một subscribe cho nó nha. Mình rất cảm kích video đó. Ok, thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một channel của một anh chàng nước ngoài. Có người biết rồi, hoặc có người vẫn chưa biết. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi hướng dẫn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tham quan channel của anh chàng đó. Thì mình biết anh chàng đó qua một video, đó là thanh niên nước ngoài mở skin đệ tử. Rồi, và đây là video mình biết nhờ qua video này. Ok, chúng ta sẽ vào channel xem có gì. What is up? Anh có thể đi qua một ngang và ấn subscribe. Ok. Thì video mới nhất là một ngày trước. Để mình chuyển sang tiếng Việt cho nó dễ hiểu. Video review hay cái gì, mình ngụy trang cả trang này. Mình thấy video cũng dạng đều đặn hết, mà mô tô là ít người xem quá, có tầm khoảng 500-800 đổ lại, 300-400 đổ lại, 500 cũng có trả lời câu hỏi này, nói chuyện với người lạ. Để mình xem có video nào hay không. Đây, thanh niên nước ngoài mở skin 2 và đệ tử cái kết. Ông này mở mấy lần đệ tử đều bị skin 2 Mexico. Mình nghĩ là cày của ý thì chết mất. Để mình tìm xem có video nào hay không. Năm hay không, thời điểm kiếm tiền. Sự bước xây ra thiên chúa móc. Một game trên cộng đồng trên app thì bạn mình sắp tự định là chuẩn bị mod một tập phiên bản Supergun trên Android. Thì hiện tại là mình chỉ biết theo những chữ mod thế nào thôi. Một tập mod mình sẽ cố lên và đưa link cho các bạn ta. Ok. Hiểu như thế nào. Ôi, cái đồ hay nhỉ. Làm thế nào để ngọn lửa. Chẳng lẽ không có cái đồ hay. Video 1000 subscribe này. Thử xem video này. Chắc kỷ niệm 1000 subscribe. Hiện tại mạng hơi lag quá, các bạn thông cảm nha. Một nghìn subscribe. Yeah. Rồi. Yeah, vừa lấy điện thoại. Let's go. một nghìn, tổ số còn 999. Đây là có thể là
Người ta hủy đăng ký kênh nữa, không xem kênh nữa, người ta hủy đăng ký kênh. Bữa vậy chưa? Trên dùng này không? Xem cái video mà skin tự đi. Mình xem hết cười không? The only time Xem kéo đoạn tua xem vẫn mời tự. the crash always the crash of the fucking pass. But you already know it. Thôi, xin rồi. Lắm một chút. Rồi, đoạn mở skin điện tử không? All right. Come on. Come on. Come on, come I'm scared. I'm scared. 400. Mama, 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 mama. Oh my god. Turn Mặt lẻo em mà đã như gian lạc mắt Bro. bạn. 100k. 100k. Chuẩn bị All right, now it's một 100k. 100 ca nữa. But you really had to die, yellow folder. Are you fucking serious? Get the fuck off my dick, man. Bro, I fucking hate people, bro. Low key, I fucking hate people. Đời khô à? You'd be like, hey, big fan. Can I get some Yuri though? Can I get some Yuri? Shit, 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 shit. Fifty K left. Mà nhanh tao xem cái mày. Trời ơi. 20k nữa. 5k. Rồi, 150 triệu. Sướng, sướng cười. No! 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 Yes! No! Yes! Fuck! Okay? Fuck! No! No! No, must go fucking fucking shit. Fucking shit. Đời luôn. That's two in a row. Đời luôn, tức. That's two in a fucking row. His punches are stronger than his blast now. Fuck! Fuck! Fuck bà đà. Ok, video này đây, mình xem tiếp video tiếp theo. Hay chắc lại một video nữa là mình chưa xem này, video này chưa xem. Lại chuẩn bị mở cái skin 2 tiếp là sao ạ? Để xem nào. Yo, what's up my lords? Ở đây lại không thấy bật quét phơi cầm lên à. Tắt phơi cầm rồi. Là gầy là gầy. Thôi mình nghĩ video đến đây thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy video hay để lại một like và subscribe cho nha. Nếu mà thấy thích xem video nào hãy vào channel của anh chàng nó. Mình các bạn chỉ gõ từ khóa lỗi là thanh niên nước ngoài mà skin điện tử mình sẽ có. Nếu thứ hai thì cứ ấn subscribe luôn. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem. Bye.